Theo thân mến, tiếp theo là dạng bài kiểm định trung bình tổng thể mẫu theo cặp. Mẫu theo cặp ở đây thì cũng tương tự như trên, nó xảy ra hai kịch bản. Một là sơ cấp. Những bài nào nó dính vào sơ cấp là các em phải đặt lên cái ưu tiên học nó nhiều hơn thứ cấp. Các y tá của một công ty quan tâm đến đặc biệt đến 11 nhân viên vì họ có chỉ số cholesterol rất là cao. Các y tá đã cho những nhân viên này biết sự nguy hiểm của việc có chỉ số cholesterol cao và yêu cầu họ thực hiện chế độ ăn kiêng. Chỉ số cholesterol của 11 nhân viên này trước khi ăn kiêng và 1 tháng sau khi ăn kiêng được cho bởi trong file trước và sau ăn kiêng. Đơn vị là miligam trên DL là cái gì nhất? Cái này đơn vị của nó là A. DL DM thì nó là decimet, còn đây là DL chẳng nghĩa là decilit. Là cứ biết thôi thôi. À, khi nó cho file thì nó là sơ cấp. Còn nó tính sẵn ra trung bình mẫu, trung bình độ là chuẩn mẫu, tổng thể mẫu thì đó là thứ cấp. Khi nó cho file thì làm dễ lắm. Cứ bỏ chữ xăm đi cho thầy là xong. Cái file này thầy gửi rồi mà. Đúng rồi rồi, ôi cứ hỏi đi hỏi lại mày. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích cái câu đề bài bảo là kiểm định xem việc thực hiện chế độ ăn kiêng có làm giảm chỉ số cholesterol của những người ăn kiêng hay không. Thì đơn giản là chúng ta sẽ gọi mi1, mi2 lần lượt là chỉ số cholesterol của trung bình của các nhân viên trước khi ăn kiêng và 1 tháng sau khi ăn kiêng. Khi đó H0, H1 sẽ là gì ạ? Có một số bạn được điểm cao thì hay ngủ quên trên chiến thắng và kết cục bài kiểm tra số 2 rất bi thảm nếu như không cẩn thận. Nếu như mà rơi vào đó thì người đó phải tự biết rằng thầy đã từng nói trước. Lời nói của thầy nó khủng khiếp lắm. Nó thường xảy ra đúng như người ta nói. Chính những cái người mà bài kiểm tra số 1 bị điểm thấp ấy, là người ta lại rút kinh nghiệm, người ta biết thân biết phận. Bài số 2 có thể người ta điểm nó sẽ cao vọt lên. Không được phép ngủ quên trên chiến thắng. Bởi vì chặng đường trước mắt của chúng ta còn chông gai rất nhiều. Có thể
cái việc chúng ta được điểm cao nó mở ra một tương lai làm gia sư tư môn. Xác suất thống kê, điều kiện thứ nhất các em đã có đó là đệ tử chân truyền của thầy Nhâm Công Tật. Điều kiện thứ hai là điểm thi phải cao. Thế khi chúng ta trưng ra cái điểm thi ấy, các bạn nó nhìn thì nó cao thật, lại trưng ra mặt thầy Tân nữa thì thôi rồi, đầy đứa nó xin học gia sư. Đấy, môn này rất nhiều người học mãi vẫn không qua, thực ra là nó không học, xong nó cứ bảo là khó, thế có học đâu, cứ kêu là khó. À, như vậy đề bài bảo là có làm giảm hay không. Làm giảm, làm giảm tức là thế nào, tức là cái con trước nó sẽ trước khi ăn kiêng sẽ như thế nào so với sau ăn kiêng. Rồi như vậy là V1 sẽ lớn hơn V2. Vậy H0 sẽ là gì? Để bài bảo làm giảm nhé. Mình gọi V1 là trước, V2 thì là sau. Làm giảm tức là cái sau nó ít hơn cái trước, tức là cái trước nó lớn cái sau. Và quy tắc giáo dạy các em rồi là phải viết cái tên lớn hơn đứng đằng trước, nhỏ hơn đứng đằng sau để tránh hậu họa về sau. Thế bây giờ đây là con H1. Vậy con H0 là cái gì? V1 nhỏ hơn bằng V2. Chính xác. Biết đâu anh ăn chế độ ăn kiêng anh lại béo lên thì sao? Có đầy đứa chế độ ăn kiêng cuối cùng lại béo lên, giảm cân mà cuối cùng lại thành tăng cân. Thế cho nên là phải là mi nhỏ hơn bằng mi 2, mi 1 nhỏ bằng mi 2, đấy là H0. Được chưa? Ở đây phần 1 nhỏ thầy giáo chỉ hướng dẫn H0, H1. Còn các lệnh thì làm gần giống như phần 2. Sau đây là lời giải phần 2. Vì đề bài nói với chúng ta rằng tại mức ý nghĩa 2% hãy kiểm định xem việc thực hiện chế độ ăn kiêng có làm giảm chỉ số cholesterol cho những người ăn kiêng ít nhất là 29 mg trên DL hay không. Cái này phải hôm nào phải hỏi lại các nhà chuyên môn xem DL là cái gì, nhưng khả năng là decilit thật, khả năng là thế thật. Thế thì đề bài bảo là ít nhất 29, ít nhất 29 tức là 11 trừ đi mi 2 lớn hơn bằng 29. Ít nhất 29. Đúng chưa? Tuy bài kiểm tra số 1 của em được 0 điểm nhưng thầy tin rằng bài thứ hai của em ít nhất em cũng phải được 5 điểm. Đấy. Tức là tùy ánh mắt về sự căm hờn, à quên, về cái sự phấn đấu vươn lên của em mà người ta rút ra là à, với cái sự phấn đấu của em thì người ta có thể nhìn thấy là bài kiểm tra số 2 của em ít nhất là được 5 điểm. Lớp mình đi học khá đầy đủ đấy, à, tốt. Cứ đi học đầy đủ, ghi chép cẩn thận, về nhà xem đi xem lại, đi thi kiểu gì cũng đỗ, còn nếu không được đi thi thì thôi. Rồi bây giờ đã hiểu H0 H1 chưa? Đấy, thế sau đó thì bắt đầu mới lại xử lý. Nhớ rồi, thầy giáo đã dặn rồi, con nào đứng trước, con nào lớn hơn đứng trước, con nào đứng sau, nhỏ hơn đứng sau để tránh hậu họa. Thì cái con mui nó là 29. Bây giờ em mà nói nhầm là con sau ăn kiêng đứng trước ấy, rồi đến trước ăn kiêng ấy, thì mui lại phải bằng âm 29 cơ. Thế cho nên để tránh cái nhầm lẫn đáng tiếc như thế thì phải đặt con lớn hơn đứng trước, con nhỏ hơn đứng sau. Cái gì cơ? Hai đứa này nhất quan trọng nhất bên kinh đúng không? Đi đi. Đừng quay về đấy nhá. Chúc thi tốt. Cười tươi tí nữa mặt cứ xị ra. Tiếp tục.
đáng lý ra là hai bạn này thi là thầy không nên phát cho hai bạn lấy bài kiểm tra, bởi vì nó hiểu gì nó cũng ảnh hưởng tâm lý một chút buồn. Tức là sau khi thi xong bây giờ chuẩn bị đi thi mà phát cái đấy là cũng buồn, mặt cái đứa thứ hai mặt vẫn buồn rười rượi, mình chọc như thế mà nó vẫn không tươi được lên. Tiếp tục, thế mới hiểu tại sao là cái bọn lớp 8, lớp 9 nó nhảy cầu là phải, chưa đủ độ chín. Ở quê thầy cách đây mấy hôm có đứa nó lên nó nhảy cầu thật, cầu Hàn hả? Biết ở quê nhảy xuống không kịp cứu, nhưng mà có nhiều đứa thì là vì yêu sớm cơ, không thể. Bây giờ các mẹ cứ chịu khó mua cho các con quần áo đẹp quá, nó phỏng phao rồi các thứ là nó giai gái sớm, là chuyện đấy là đương nhiên, đấy là lỗi do bố mẹ trước. Đáng lẽ ăn mặc quỳnh toàng thôi, đừng có để ý cái ăn mặc của nó không, tức là nó mọi chuyện nó rất bình thường, không nên ăn diện quá. Ăn diện quá là bắt đầu nó sinh ra cái chuyện, đặc biệt con gái nó sẽ xảy ra chuyện sẽ yêu sớm, đặc biệt là xảy ra chuyện yêu sớm. Nếu như mà nói quay lại trở lại tiếp tục, như vậy nếu như dùng phương pháp thứ hai thì chúng ta sẽ thấy quê giá trị là bằng 0,4547. Đấy ta bảo đúng rồi. Đây là bằng 1/1000 của lít. Về giá trị rất lớn đúng không? Chúng ta không đủ bằng chứng để bác bỏ H0. Và chấp nhận H0 có nghĩa là đồng ý với ý kiến của người ta. Người ta bảo là ít nhất giảm ít nhất là 29 decilit, mg trên decilit. Và bài toán được giải quyết xong. Trời ơi. Đấy. Đấy hay chưa? Đấy, chỗ này là dữ liệu theo cặp nhé. Còn nếu đề bài bảo là không theo cặp thì nó khác. Cái bài này làm sao biết là theo cặp? Tại sao lại đoán được là theo cặp? Bởi vì cũng con người đó trước sau. Đấy, cũng cái con người đó, cũng cửa hàng đó trước với sau, trước quảng cáo sau quảng cáo, trước khi ăn kiêng sau khi ăn kiêng. Chứ hai con người khác nhau thì nó lại khác. Cho nên ở đây là cái điều đó nó toát lên đây là dữ liệu theo cặp. Được chưa? Có chứ. Còn chu. Đúng rồi. Không muốn theo cặp thì suốt ngày em A là phải. Tiếp tục dữ liệu thứ cấp. Trong trường hợp dữ liệu thứ cấp thì chúng ta làm tương tự như ở trên. Cái dữ liệu thứ cấp thì nó khác một tí. Trong trường hợp dữ liệu thứ cấp thì chúng ta làm giống như một mẫu theo cặp, mà dữ liệu nó cho sẽ giống như một mẫu, giống như một mẫu mà thôi. Dữ liệu thứ cấp làm giống như một mẫu. Làm giống như một mẫu là thế nào? Là làm giống như một mẫu thật. Chúng ta sẽ gọi mi là hiệu trung bình số lượng nước, tức là cái này nó là mi trước quảng cáo sau quảng cáo, tức là mi 1 trừ mi 2 đấy.
cái chữ mi này nó ứng với mi 1 trừ mi 2 đấy. Mi 1 trừ mi 2 lớn bằng 80, thì nó sẽ theo cặp, theo cặp mới có cái sự ấy. Đây là mi 1 trừ mi 2. Rồi lệnh kiểm định giống như một mẫu. Cố lên, học hành vất vả, kết quả ngọt ngào. Vừa chứ bài kiểm tra chúng ta chỉ có khoảng 25 đến 28 câu hỏi thôi. Thoải mái tư tưởng đi, 100 câu hỏi xong chết bà mất. 25 đến 28 câu thôi, thoải mái tư tưởng. À, 25 đến 28 câu. Em thích làm mấy tiếng? Câu hỏi chắc nhau mà hỏi mấy tiếng câu chuyện. 25 đến 28 câu. 50 phút cho đến 60 phút là cùng. Phải đọc lại từ đầu, đọc lại từ đầu ngày đầu tiên đi học. Ví dụ như lệnh về tính trung bình như thế nào, vương sai độ lệch chuẩn ra sao, lệnh nào là lệnh tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, rồi vẽ đồ thị, biểu đồ nào được, biểu đồ tròn, biểu đồ nào hộp đồ sâu, vân vân và vân vân. Không khó nhưng mà phạm vi của nó hơi rộng. Những người nào chăm học thì được điểm, kết quả được rất cao. Còn người nào bấm nhanh tay cũng có rất cao, tại vì nó có thể cho ba bốn cái lệnh này, nó người ta hỏi lệnh nào khác biệt với các lệnh còn lại, đa số khác lệnh còn lại, thì rõ ràng anh nào vẽ tốc quánh bấm bấm nhanh nhanh nó sẽ chiến thắng. Có thể người ta cho bốn cái lệnh, người ta bảo lệnh nào khác ba lệnh còn lại chẳng hạn, nên là mình phải gõ là mình ra kết quả ba cái con này nó ra đáp cùng một đáp số, con kia nó ra một đáp số khác, như vậy là mình sẽ khoanh vào đáp án đó. Đó là việc của em.